Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người lại quay trở lại cùng em Kiên Sofa. Hôm nay thì em lại tiếp tục thực hiện bàn giao đơn hàng một bộ bàn ghế ăn sử dụng trong không gian phòng bếp với một cái kiểu dáng thiết kế nó vô cùng đơn giản nhưng lại cũng đem lại một cái vẻ đẹp rất là tinh tế và sang trọng. Đây là một cái kiểu bàn ăn, em cho là kiểu dáng của nó thì cũng vô cùng là cơ bản thôi. Mọi người chắc chắn là sẽ bắt gặp cái kiểu dáng bàn ăn này ở đâu đó, ít nhất là ở trên mạng internet rồi. Thì nó vẫn giống như là những mẫu bàn ăn trước mà em giới thiệu với mọi người, vẫn bao gồm có phần bàn này và một cái cấu hình ghế với mỗi bên 3 ghế, tổng là mình sẽ có 6 ghế ngồi. Và một cái phần bàn thì cũng đều được hoàn thiện từ gỗ tự nhiên toàn bộ, với những cái chân bàn được làm rất là to bản, dày dặn và chắc chắn. Đây cũng là một trong những cái tiêu chí mà em Kiên rất là quan tâm. Bởi vì cái sự dày dặn chắc chắn này sẽ đem đến cho tất cả quý anh chị khách hàng một cái nhìn nó bề thế và rất là yên tâm về cái mức độ chịu lực cũng như là chắc chắn của mẫu sản phẩm nội thất khi mà mình sử dụng lâu dài sau này. Rồi em sẽ giới thiệu với mọi người từng phần trước. Đầu tiên sẽ là bàn ăn. Bàn này thì có cái chiều dài là 1m80 và chiều rộng là 90cm. Mọi người chắc hẳn là sẽ thắc mắc rằng tại sao cái mẫu bàn ăn của em Kiên với cấu hình 6 ghế ngồi thôi nhưng lại có cái chiều dài lớn đến như vậy. Thì thông thường khi trao đổi tư vấn những mẫu sản phẩm bàn ăn như thế này cho khách hàng, thì nếu như quý anh chị khách hàng đưa ra cho em thông số đầu vào là một cái phần diện tích của khu phòng ăn nó không quá bị hạn chế, thì thường em sẽ khuyên mọi người làm phần bàn ăn dài ra một chút. Tại sao thì ngay bây giờ em sẽ giải thích. Đây chính là cái việc em kê ghế ăn. Đây mọi người có thể lại gần. Đây là em kê các cái thành phần ghế ăn ở mỗi bên với cái khoảng cách rất là rộng, rất là thoải mái như thế này. Thì khi quý anh chị khách hàng sử dụng, mình có thể đi vào ghế ăn một cách rất là dễ dàng như vậy. Đó. Thông thường thì thị trường làm cái phần chiều dài của bàn ăn này với cái cấu hình 6 ghế nó chỉ rơi vào khoảng 1m60 thôi, tức là nó ngắn hơn cái phần bàn này 20cm. 20cm thì tưởng là ít thôi, nhưng quý anh chị khách hàng cứ tưởng tượng rằng là mỗi một cái phần ghế ăn nó bị kê sát lại như thế này. Đấy, kê sát lại như thế này, tất cả các phần ghế đều bị kê sát lại như thế này. Thì khi mà mọi người sử dụng hàng ngày á, thì muốn ngồi vào chiếc ghế ăn này mình lại phải có thêm một động tác gần như bắt buộc luôn. Kéo chiếc ghế ăn ra. Đó, và sau đó là kéo vào, ngồi như thế này. Đó, nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm nó tương đối là... nó không được mượt mà, không được dễ chịu cho lắm, đúng không mọi người? Thế thì cái giải pháp mà em đưa ra cho mọi người đó là mình tăng cái chiều dài của bàn ăn này lên thêm khoảng 20cm đi. 20cm tức là mỗi một cái khoảng cách này mình sẽ có tới hơn 20cm để bố trí. Đó, từ đó là sẽ đem đến một cái quá trình sử dụng nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Hơn nữa thì tất cả những cái phần ghế ăn này với cái việc bố trí thoải mái như vậy, nó sẽ đem đến một cái sự rộng rãi này, mức độ bề thế này. Và trong quá trình kê thì mọi người phần nào đấy sẽ cảm nhận được là nó sẽ thoáng hơn một chút xíu. Nó sẽ là một cái phần nó thoáng và nó cảm giác như là nó sẽ gọn gàng hơn, nó không bị bí giống như mọi người kê sát lại như thế này. Đó, thì đó là một vài chia sẻ của em về việc mọi người có thể lựa chọn cái kích thước của bàn ăn. Tiếp theo là phần ghế ngồi. Ghế ngồi rất cơ bản phải không mọi người? Đó, nó được làm từ gỗ tự nhiên, gỗ tần bì nhập khẩu. Và đây cũng là một trong những cái phần ghế ngồi rất là cơ bản, với những cái chân ghế được làm thẳng. Mặt ghế ngồi thì được làm bằng gỗ. Tất cả những cái phần kết nối với ghế ngồi thì đều được làm từ vít rất là chắc chắn ở phía bên dưới đây. Và đặc biệt là vân gỗ được sắp xếp rất là đẹp. Mọi người có thể thấy là những cái tấm gỗ này đều được chọn để hiển thị rất là đẹp phải không mọi người? Đó, sơ qua như vậy thì mẫu bàn ăn này cũng không có quá nhiều điều để nói. Mẫu thiết kế thì rất là cơ bản và rất là đầy đủ công năng sử dụng dành cho rất là nhiều gia đình tại Việt Nam. Và nếu như quý anh chị khách hàng có một cái không gian phòng bếp nó nhỏ hơn, nó hạn chế cái diện tích sử dụng hơn, thì mọi người cũng có thể thu nhỏ cái phần bàn ăn này lại để có thể phù hợp với diện tích của không gian bếp hơn. Rồi, thông tin chi tiết thì mọi người xin vui lòng liên hệ với số hotline của em Kiên. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.